Đen tham dòng rồi. Chuột này, tú. Rồi, chuột chết nha. Chết hết rồi. Anh tú. Ui giời. Rồi, bật cơ liên đi. Lên này. Tôi tích nộ ở đây. Được. Rồi, thôi. Xin tôi đừng giúp vào. Ok, anh ạ. Nhà anh Tú. Ơ, sao bạn yếu ấy. Mình đam thế rồi. Bạn tôn muộn quá, cái nhịp bạn tôn muộn quá hay sao? Tại vì tôi phải quy một phát nữa, tôi mới có nộ đỏ cái đúp. Thì bạn phải bảo từ từ, bạn không côn từ từ. Cái con tắc bạn đã sai rồi. Bạn phải từ từ bạn ơi. Được rồi. Bạn ai được rồi. Quay được rồi. Ok, đợi tí. Đánh đi. Chạy lên luôn đi, nó không có lát đâu. Từ từ, nó chết chắc rồi chú. Nó không lát, nó chạy đâu đó. Đẩy luôn à. Đẩy luôn á. Sao nó mất quay liên tục đấy. Trời ơi, anh ơi. Đừng có dạy bố tập gì, Quỳnh ơi. Cho đăng tốc vào đây. Bạn lên đây. Tôi đứng sau. Không đánh quen chứ mày, không biết chơi nhá. Lên đây, cứ lên đây, tôi đứng sau chịu luôn à. Thoải mái chứ, ok. Chơi. Chọn. Chuẩn. Lại làm các cái đi trước không? Đi vào. Có nhanh. Bật lên. Nhanh. Rồi. Rồi mình hấp được rồi, các mình ăn. Bà cơ ăn đi, tôi không cho vào hit boy này. GG. Bạn phải ra đấy. Ok. Tôi ra luôn này. Thôi, nó bỏ vào túi. Bán. Dead kìa, có Dead này. Tôi phần lát đúp bằng Dead luôn nhá. Này, phần lát đúp bằng chuột này. Tôi sống, 2 giây tôi có đồ quay lại này. Quy lấy máu này. Ok bạn ơi, ngon rồi. Mình nhấp nhả hết sức rồi đấy. Hai anh em nhấp bạn choáng con Dead quả ok luôn đấy. Bọc xong Dead phát này. Tú ra không Tú? Đây mình bọc này. Rồi lên này. Bọc anh. Nhẹ lên con gì đấy anh em ơi. Từ hôn nhá. Nhẹ lên con gì đấy nhỉ. Ok. Ăn đi Tú. Luôn. Tôi cho. Ồ, nó bắn lát được rồi. Mắt bây giờ. Ê, Tú anh cái mít được không? Thấy được rồi bạn ơi. Bọc nào cũng được. Ê, chuột rồi. Bạn. Này, không lát, Tú. Nó vừa lát rồi đấy.
Ok ok, ngon rồi nha. Tôi thả chú giả mít luôn này. Đẩy vào, ép vào. Đẩy vào này, tiếp được này. Này, dead luôn này. Chết dead rồi nhá. Vào luôn. Vào luôn này. Ui. Thôi được rồi. Đây này, tôi có một chóa. Vô. Bách nha tú. Bách tú. Con chuột nó vừa cùng con lát rồi, mất lát rồi. Ok, đưa ra. Cái bọc được thì ngon. Nó biết nha. Bà không lùa mình kìa. Không, lò té hết rồi. Z về Z. Em tục biến nhỉ. Kìa. Thằng không lát đâu, kìa. Nó ngu ấy, nó vứt tất đào luôn ấy. Ê, bà đòn được tú ấy. Tú. Bà đòn hơi khó. Con em dìu nó dỉa hơi khó. Bà đòn này phải đánh. Bà đòn để đánh chứ không phải bà đòn để ăn mà nhá. Nếu mà không ăn. Thôi thôi, bỏ đi, bỏ đi. Tôi về bót cái nó có cái con cua đấy không? Tôi không gọi đến đâu nha, tôi để bót đấy, chú ơi. 30 giây này. À đi, ra em góc bên kia đi. Nó hết tàng hình rồi. Ôi. Nó có kia trâu quá. Mất mấy giây. Ê, ra thẳng vào đâu đây Tú. Tú. Bạn ra lùa đi. Ăn đi, nó đang không có rừng. Ăn đi, cứ ăn đi. Không có rừng đâu. Mình đánh hết tay rồi đấy, không đánh nữa rồi. Mình đánh hết tay đấy Tú ạ. Bạn phá được cái này không? Cái này thì phá được phát là one shot 100% luôn. Chuột này. Thấy không? Đâu? Chưa có Ari nha, từ Tú ơi. Thiếu một kìa. Từ nhá, bạn đừng đánh, bạn đừng rồi gần. Rồi hiểu. Bạn cười đi, bạn cứ kéo con rồng sang hướng bên đấy đi. Để chúng nó đi ra. Nó bọc kìa. Đánh thằng này. Nào bạn lùi tí đi Tú. Chết rồi. Chưa. Tao lại đứng cái góc đấy. Đứng cái góc đấy khó đánh luôn đấy chứ. Tôi tăng rồi. Đánh rồi. Mở đi. Hãy
Bọn yếu hết đấy, bọn yếu hết đấy. Tu. Uầy, thế đấy tỉnh thế nhở. Bỏ góc hay luôn đi. Bắn đây. Chết, à, bắn chết hết. Bỏ đây. Gì thế? Đây em. Tham dòng rồi. Chuột này, tú. Rồi, chuột chết nha. Chết hết rồi. Hay tú. Ui da. Chết rồi. Mình xuống bot bạn nè. Mình 20k luôn em. Rồi, chuột chết còn lần xét nhá. Em luôn. Được luôn bạn ơi. Từ nhá. Này, cái xin đi này. Đánh hết tôi ra ở trên, đánh hết thoải mái đi. Em Tú chat 3R thì bố nó cũng không hiểu, nó có đọc 3 là 3 đâu mà chat 3R mặt cười. Đánh tăng lên cả đại cao thủ Việt Nam ấy.